về. Thì đây là đoạn 10 câu 17. Nhóm 72 trở về mừng rỡ và nói: Thưa Ngài, nhân danh Ngài mà ma quỷ cũng phải phục lụy chúng tôi. Ma quỷ phục lụy chúng tôi, còn Chúa nói là sao? Nhưng Ngài nói với họ: Ta thấy Satan như chớp nhoáng. Nhớ Satan á là Lucifer, Luz là ánh sáng, Lucifer là chứa đựng ánh sáng. Thì chớp nhoáng á, Satan như chớp nhoáng á là ánh sáng đó, từ trời sa xuống. Chúa nói như vậy. Sa xuống đâu? Đất địa cầu. Chúa thấy. Mà Chúa đến á là quỷ nó khắp nơi mà. Cái thực tại là chúng ta bắt đầu với cái sự kiện á là quỷ nó đang khống chế thế gian này. Anh chị em không tin có quỷ thì anh chị em mở mắt ra mà nhìn đi. Tại sao người ta ung bôn, người ta khủng bố nhau? Tại sao 911? Phải không? Tại sao như vậy? Tại sao tự nhiên một cái em thanh niên á ôm súng vào giết lia đạn, giết chết 32 người? Phải không? Columbine đã xảy ra rồi được cộng thêm Virginia Tech nữa. Anh em không thấy cái sự hiện diện của sự dữ đó hay sao? À, thì có ma quỷ đó. Ma quỷ nó ở đâu? Ma quỷ á, thì chúng ta nói rằng ở trong hỏa ngục, hiển nhiên là nó khổ trong hỏa ngục rồi. Nhưng mà Chúa lại để cho. Chúa để cho. Nó hoành hành, nó tung hoành ở trên mặt địa cầu này. À, và vì vậy Chúa mới đến Chúa cứu. Mà cứu như thế nào? Chúa cứu là Chúa trao quyền cho mình để mình thắng được quỷ. Xưa nay mình dưới sự khống chế của quỷ. Thì bây giờ với quyền năng của tình thương xót Chúa, mình thắng vượt được quỷ với quyền năng của tình thương xót Chúa. Và vì vậy chúng ta có TV Ánh Sáng Tin Mừng là như vậy, để nói về tình thương xót Chúa. À, thì bây giờ đó, hỏi rằng quỷ nó có biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa hay không? Chúa đến bất ngờ lắm. Chúa đến rất là bất ngờ cho nhiều người, và ngay ma quỷ nó cũng không có, nó không thể tưởng tượng được là Chúa đến mà Chúa lại hạ mình xuống để làm một con người, còn thấp hèn hơn là nó nữa, thấp hèn hơn mọi người nữa. Thì nó đến, nó thách thức, nó đến trong cái câu chuyện là kể lại lịch sử là Chúa ăn chay 40 đêm 40 ngày. Trong cái mùa chay chúng ta trải qua rồi, thì Chúa đói. Cái giây phút cuối cùng khi mà Chúa đói, Chúa yếu mà, là con người mà, thì ma quỷ nó đến nó cám dỗ Chúa. Thì nó cám dỗ Chúa như thế nào? Nó nói rằng nếu ông là con Thiên Chúa, nó muốn Chúa chứng minh Chúa là, nó biết Chúa là Thiên Chúa mà. Nên nếu ông là Thiên Chúa thì ông làm cái này, ông biến đá thành bánh đi. Nếu ông là Thiên Chúa, ông là con Thiên Chúa thì ông nhảy từ trên gọi là chóp đỉnh của đền thờ, ông nhảy xuống. Phải không? Hay là ông là con Thiên Chúa thì ông quỳ xuống lại tôi đi. Nếu ông là con Thiên Chúa thì chúng ta thấy rằng là quỷ nó biết chứ. Nhưng mà muốn thách thức Chúa thôi. Thì hỏi rằng có phải chăng là quỷ nó không sợ Chúa, nó sợ Chúa chứ? Chúa phá một lời là nó quỳ xuống nó lạy đó. Và có nhiều lần Chúa đến, Chúa trừ quỷ thì nó thấy từng là xa, nó đã quỳ xuống nó lạy rồi. Nó tại sao Ngài đến, Ngài hành hạ chúng tôi chi vậy? Chúng tôi đâu có làm gì Ngài đâu. Nó năn nỉ, nó cầu xin Chúa thương xót nó. Nhưng mà Chúa vẫn để đó. Chúa vẫn để cho ma quỷ đó. Một trong những cái bằng chứng là có quỷ đó, tức là ai nấy cũng phải chết đó. Ai nấy cũng phải đối diện với tử thần. Quỷ đó, tử thần là quỷ đó. Thì quỷ nó đâu, tử thần ở đâu? Trong hỏa ngục. Và anh chị em chết đó là anh chị em đi vào trong cái thế giới của ma quỷ rồi. Thì Chúa cũng phải đi vào cái chết, Chúa phải đi vào hỏa ngục. Để làm gì? Để giải thoát chúng ta ra khỏi cái hỏa ngục đó. Để khai tử tử thần, khai tử cái chết. Là như vậy. Thì nếu mà chúng ta không có, không thấy được những cái thực tại này đó, thì chúng ta sẽ không thấy được cái ơn cứu độ và không thấy được tình thương xót Chúa. Thế thì hỏi rằng quỷ nó có sợ Chúa hay không? Thưa, có sợ. Tại sao Chúa lại để cho nó ở gần Chúa? Nó không có thể nào nó thấy được Chúa đâu. Nhưng mà Chúa lúc nào cũng thấy được nó. Và anh chị em đọc lại sách Khải Huyền thì sẽ thấy là nó tìm Chúa đó, bởi vì Chúa ở khắp mọi nơi mọi thời mọi lúc. Thì ma quỷ đó nó luôn luôn nó tố cáo dân Chúa, con cái của Chúa. Hằng ngày tố cáo anh em ta trước tòa Thiên Chúa mà. Chúa để cho nó làm như vậy. Nhưng mà đến khi Chúa quan lâm, Chúa trở lại đó, thì Chúa sẽ phạt nó xuống, nhốt nó trong hỏa ngục. Rõ rệt. Bây giờ anh chị em ý thức được rằng ma quỷ vẫn còn trên thế gian này. Mặc dù ở trong hỏa ngục nhưng mà vẫn ở trong thế gian. Và vì vậy Chúa đến, Chúa đã trừ quỷ rất nhiều. Và hiện nay các linh mục trên toàn thế giới cũng phải trừ quỷ thôi.
Nếu mà chúng ta muốn muốn sống cho an lành đó, chúng ta phải trở về để mà tu thân, để tâm niệm lời của Chúa. Cách thức để vượt thắng được cái câu hỏi mà phải đặt ra đó, làm thế nào để con thắng được quỷ? Làm thế nào để mà con không sợ quỷ? Là cái đó là cái câu hỏi nên đặt ra. Thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải nêu lên là con người ta hay suy diễn nhiều. Và bởi vì không có cái niềm tin vào Thiên Chúa là tình thương, do đó đi tìm quỷ để mà thờ. Các thần linh như của ngải hay là ma thuật đó, đó là họ thờ thần linh, họ thờ ma quỷ. Như Chúa nói đó, Chúa phó mặc cho đó, họ thờ, thờ rắn rít, họ thờ con người, thờ đủ thứ và thờ thờ ma quỷ, thờ thiên thần nữa, thờ ma quỷ. Thì chúng ta phải ý thức được rằng là như thế này. Ý thức rằng là ma quỷ nó cũng là một loại thọ tạo. Nó không có ở khắp mọi nơi, mọi lúc được. Nó chỉ có thể gợi ý thôi. Cám dỗ là gợi ý xúi dục thôi. Và anh chị em phải nhớ rằng là không phải quỷ nó giết người, mà người giết người. Người giết người, quỷ nó không ra tay nó giết người, mà quỷ nó không được phép giết người. Chúa cấm và Chúa ràng buộc nó lại. Nó chỉ có thể nó nhập vào và nó có thể là nó xúi người ta. Người ta tự tử, hoặc là người ta sát hại người khác. Như Hitler giết hàng triệu người Do Thái, 6 triệu người đó, là người giết người. Đừng có nghĩ là quỷ giết người. Quỷ nó không có quyền, chỉ có người thôi, nó suối. Thì bây giờ đó, giống như cái tuyên truyền mà đang bây giờ, nếu mà chúng ta lấy cái sự dữ đó, chúng ta nuôi nấng trong lòng của mình, người ta hại mình, người ta chửi mình, người ta giết mình, người ta mắng mình, thế rồi mình nuôi nấng hận thù đắng cay đó. Đến lúc nào đó đó, cái sự đắng cay hận thù nó bùng nổ thành khủng bố. Mình trở nên con cái của quỷ là cái chỗ đó. Thì mình phải biết cái cách thức để mà mình thắng vượt được quỷ, biết được cái mánh khóe của nó, cái mưu mô của nó như thế nào, để làm gì, để mà mình không rơi vào cạm bẫy. Nhất là những người mà nuôi nấng cái sự hận thù, nuôi nấng cái sự tàn ác ở trong lòng mình đó, phải biết. Và những sự tàn ác, những sự hận thù giận hờn đó, nó luôn luôn bắt đầu từ sự sợ hãi. Anh chị em á, để ý cái sự sợ hãi, mình coi mình sợ cái gì trước. Luôn luôn những người tàn bạo bắt nguồn từ sự sợ hãi thôi. Mình tàn bạo với những người xung quanh, nhất là những người thân trong gia đình mình. Mình sợ người ta không phục mình, sợ người ta không tin mình, sợ người ta không thương mình, sợ người ta không kính mình. Mình dùng vũ lực, mình dùng tàn bạo. Những cái người khủng bố cũng vậy đó. Mình coi cái nỗi sợ mình là gì. Ma quỷ luôn luôn á lại đưa vào cái nỗi sợ. Ví dụ như lấy cái ví dụ điển hình như là bà Eva. Nói cho bà ăn cái quả cấm đi, quả chết đưa vào đi, mà không có sao đâu, không có chết đâu, bà sẽ được ngang hàng với Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa sợ bà, được ngang hàng với Thiên Chúa. Luôn luôn là nó đánh vào cái nỗi sợ của con người đó, là cái lòng tham, cái nỗi sợ đó. Thì do đó chúng ta phải ý thức được mà chúng ta trở về với Chúa, trở về để mà học hỏi từ nơi Chúa, tình thương thanh toàn xua đuổi mọi sợ hãi. Vì vậy, để trả lời cho cái vị thính giả này đó, vị khán thính giả này, thì chúng tôi thấy rằng cái câu hỏi nên đặt ra đó là làm sao để thắng vượt được ma quỷ. Thì chúng tôi xin anh chị em chờ đợi trong một cái giờ khác để chúng ta đào sâu hơn về vấn đề là chúng ta làm sao tu tâm, dưỡng tánh, chúng ta có được những cái vũ khí thắng được ma quỷ. Vâng, chúng con xin thành thật cảm ơn cha. Kính thưa quý vị khán giả, rất tiếc vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được phép tạm ngừng chương trình nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến tìm hiểu sống đạo, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. TV Ánh Sáng Tin Mừng, địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806. Cha Trường Luân sẽ lần lượt giải đáp thắc mắc cho quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và niềm an bình trong Chúa Thánh Thần. Xin trân trọng kính chào.